thầy bắt đầu đi 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 đi, đi. Lên. Lên lên thầy ở đây là thầy tu mà thầy đâu có bắt gì ai, thầy chỉ giúp thôi, thầy chỉ giúp cho thiện là khỏe để ngồi đi tu thôi chứ thầy không có bắt đâu nha. Ừ, ngồi đây đi, có sư phụ, có bây giờ có ai trong người thì có việc hả, ra mặt luôn đi, nó quỷ thầy. Con ăn thịt hai người đó con biết ăn hết. Giờ nè, bây giờ ai theo thằng Thiện? Quỷ. Bây giờ ai theo thằng Thiện? Con quỷ. Quỷ tên gì? Ở đâu? Đi không? Ở trong nhà đó. Con ăn thịt hai người đó mới được. Không có ăn thịt, anh thả ai theo, mình là người âm cảnh, người ta là người dương gian. Nếu không là tôi bắt. Không có thương hai người đó đâu. Không, nè, tôi nghe nè, bây giờ nó buông tha Thiện ra, không là tôi bắt bao hữu. Nó ông thầy là ông có bắt được con đi, bắt đi cho đi tu, không có cho đi tu, nếu đi thì đi tu tự nhiên đi một mình chứ không ai dìu dắt. Bây giờ muốn gì non gì núi gì chùa miếu ở thì cứ đi, buông tha thằng Thiện ra, nó bà con sao? Dạ, ở bà con bên cha nó. Mẹ nó đâu, gia đình nó đâu? Gia đình nó ở tại xã Tiết, ở Tân Lợi á. Không, mà gia đình nó đâu, có người thân của nó không? Dạ không, con thay thế, tại vì nó cũng là đệ tử. Cái đệ tử rồi như mình coi ra rồi mình nói cúng kiến này kia nọ, mình chịu, mình nói ra mình chịu, người ta biết ta chịu hay không? Thì chắc mẹ nó chịu mà. Tại vì từ hồi tới giờ thì coi đi thầy thì nó không có chịu đi. Thì có con, có tư nè con, có tư nè. Nó không có chịu đi thầy. Rồi thành ra là hả, cái gì con, nước rồi nó không có chịu đi thầy đi gì hết trơn á. Rồi hôm nay chắc có lẽ là cũng đầy đủ nhân viên cho nên á là Đệ Dũng nói cái là nó chịu đi liền. Bây giờ ba chai rồi, chai uống nước không mà thầy, bữa nay nữa 11-12 ngày nó không ăn gì trơn. Để tay này tôi coi. Dạ chừng rung quá trễ rung rồi. Hỏi gì vậy tôi đây? Con hỏi gì vậy? Hả? Thanh. Hỏi gì? Thanh. Thanh Nguyễn, hả? Nguyễn Văn Thanh hả? Tôi coi con, giờ con để tay lên đây cho sư ông đi. Chị con để tay lên đây về nè, giống sư phụ nè. Xích qua, xích qua, xích qua, xích qua. Có tư nè, không có sao đâu, xích ra. Dùng quá. Rồi con để tay lên, xè tay ra. Đặt tay lên. À, không có sao đâu, có tư nè. Có tư nè con. Cho nó xích vô đây, con gồm chồng xích vô đây. Xích cho chút nữa. Lại đây không chịu thay áo. Vô. Để cho thầy coi ha. Bộ Phật. Thầy ấy đang bắt mạch. Nam mô Đà Phật. Thầy kêu đây. Tay này con, tay này. Chừng quá, quá. Không có bắt. Đâu có bắt. Thầy giúp cho thầy đâu có bắt làm gì. Cái này tôi nói cho cô nghe, cô nói lại với gia đình. Dạ. Một cái thứ nhất là giấy cúng ở trong cuộc đất đó. Dạ. Đi vô chỗ đó đó, ở trong cuộc đất đó đó là ngày xưa đó là cái ông chủ đó đó là người ta ếm từ giữa của, đúng không? Dạ. Bây giờ người ta đi. Và nói chung qua đi, ông đó ông qua đời rồi thì nhiều đời nhiều kiếp trong đó là không ai ở được hết, cho nên người ta mới bỏ quan. Yeah. Ông cướp không biết bao nhiêu ông thầy bùa vô đó chấn giữ của ông, cho nên bây giờ là nó vậy đó. Và ai vô đó, ai sai chân trái bước vô đó là dính bẫy hết trơn. Bây giờ cái thứ nhất là về đó đặt cái bàn giấy người ta rồi cúng kiến người ta cái gì đó thì cúng, cúng cái gì cũng được hết trơn á nè. Tôi không dám chỉ. Yeah. Nha, tôi nói vậy thôi, tụi em chỉ món. Dạ. Giấy cúng xong hết trơn rồi, đi em lo thuốc cho nó liền để cho không cho nó ăn. Giấy cúng đi rồi cho nó ăn uống đầy kia nọ cho được, rồi đầu đi bác sĩ liền, cho để thằng này nó quá kiệt rồi. Bên này nó kiệt sức lắm rồi. Thấy đâu vậy đó mà nó nằm xuống là rồi đó. Bữa nay nó 11 ngày. Giờ mình mấy lần nhắc à. Đi đâu? Ê. Hả? Giống hả? Phán. Đừng hả? Bắt con. Chưa. Bắt đâu có bắt đâu. Đem lên không, vô đây thầy bắt mạch cho thầy coi, thầy giúp cho
Đây không có bắt đâu ha, thầy có bắt đâu. Đi lên. Thầy ở đây là thầy tu mà, thầy đâu có bắt gì ai. Thầy chỉ giúp thôi, thầy chỉ giúp cho thiện là khỏe để ngồi đi tu thôi, chứ thầy không có bắt đâu nha. Hết bệnh rồi tu đó. Ngồi đây đi. Giờ con ngồi đây đi, giờ có sư phụ. Bây giờ ai ở trong người? Có giờ bây giờ có ai trong người thì có việc gì? Hả? Ra mặt luôn đi. Nó quỷ. Nó con ăn thịt hai người đó con biết ăn hết. Giờ nè, bây giờ ai theo thằng Thiện? Quỷ. Bây giờ ai theo thằng Thiện? Con quỷ. Quỷ tên gì? Ở đâu? Ghen, trong nhà đó. Con ăn thịt hai người đó mới được. Không có ăn thịt thằng thả ai theo là mình là người âm cảnh, người ta là người dương gian. Nếu không là tôi bắt. Không có thương hai người đó đâu. Ông nè tôi nghe nè, bây giờ nó buông tha Thiện ra, không là tôi bắt bao khẩu nó. Ông thầy làm đó, bắt được con đi, bắt đi cho đi tu. Không có cho đi tu, nếu đi thì đi tu tự nhiên đi một mình chứ không ai dìu dắt. Bây giờ muốn gì non gì núi gì chùa gì miếu ở thì cứ đi, buông tha thằng Thiện ra. Nó là cái người dương gian, mình là người âm cảnh dương gian, âm cảnh phải chia lìa nhau. Không ấy, người ta không biết mình đi theo đi đường đi xá, nào không biết mình đi theo người ta. Hiểu không? Bây giờ mình theo người ta, bây giờ gặp ở đây là tôi không có cho theo. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, dương gian âm cảnh, mình là người âm cảnh tất nhiên là người là cô hồn đó, hiểu không? Là mình sẽ không có theo người ta. Còn mình cái dương gian là mình theo thương người ta theo. Bây giờ đối khác theo tôi đồng ý, đối khác đi theo. Bây giờ đi ở lại đây tôi cho ăn 3 ngày nữa, tôi tới chỗ đó tôi cúng cho ăn đàng hoàng, có quần có áo có tiền có bạc đàng hoàng tử tế. Nếu chịu thì xuất ra liền bây giờ. Đang tôi tới đó, ngày mai tôi tới đó, tôi giấy tôi cúng giùm cho. Tôi đặt bàn, tôi giấy tôi cúng, cái gì tôi cấu kết đàng hoàng trước đấy. Còn nếu không, là tôi bắt tôi bỏ vô hũ, chôn trùng đầu trùng cổ, đốt ra cho ra bụi. Làm sao? Làm sao? Ý còn sao? 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 Có được hay không? Chịu thì qua sức ra. Đó, bây giờ hồn chính vía, hồn khôn vía dại, hồn dài vía vắn của nhà Nguyễn Nhân Thiệm. Trả lại cho nó, cho tỉnh táo lại. Còn mình là người phải xuất ra đi. Để về chỗ ở đi. Thầy nào ở đâu chỗ đó, ở chỗ đó. Tổ nào ở đâu trở về đó đi. Cục đất nào ở đâu trở về đó đi. Rồi ngày mai tôi hẹn ngày mai tôi vô tới đó. Tôi đặt bà tôi giấy tôi cúng cho đàng hoàng một mâm cơm canh. Tôi giấy tôi cúng cho ăn đàng hoàng. Cần cái gì tôi cúng cho cái này. Thiếu thốn cái gì tôi cho ăn cái đó. Thiếu quần thiếu áo tôi cho. Sao vậy? Sao cái giò hết luôn rồi thầy? Sao? Đó. Bây giờ đó có cái hũ này nè. Tôi bắt tôi bỏ vô là trùng đầu trùng giấy. Tôi không mặc giống mấy ông thầy kia đâu. Mấy thầy kia là làm không có đúng, hiểu không? Tại kia nọ tôi không quýnh, không có đập, không có gì trơn. Bây giờ ra hay không? Nếu ra thì bà trả ba hồn chính chía. Đi chưa? Đi chưa? Đi đường này hả? Đi ra đường này phải không? Vậy là bây giờ rút ra cho ra. Ra rồi tôi tỉnh táo liền. Bây giờ ba hồn chính chía, hồn khôn với dại, hồn dài với vắn, lai nhập bổn thân, lai quần bổn mạng của nhà Nguyễn Nhân Thiệm. Trả lại liền cho nó tỉnh táo lại. Xuất ra. Xuất ra. Tôi vô tới chỗ tôi cúng kiến cho đàng hoàng, rút ra, lấy ra hết, lấy cái lạnh, cái đau, cái gung gì đó, lấy ra cho hết. Cho ăn cho được. Rồi nếu không tôi bỏ vô hũ. Bỏ vô hũ là chôn là trùng đầu trùng dế, trùng đầu trùng cổ lên không được. Đốt rồi ra cho ra hũ. Vô đường nào thì ra đường đó ha. Ra đường này ha. Vậy là hồi nãy là vô là nó bị lạnh cái chân là vô đây. Rồi bây giờ mình đi ra mình cũng trở ra đường đó luôn. Bây giờ mình nghe thầy nói vậy mình có hiểu không? Không hiểu. Không hiểu là sao? Ấy giờ không phải cái con á, đi rồi. Cái hàng Thiện. À. Bởi vì con không biết cái kia. Không biết. Nãy giờ con biết ai vô con. Nãy giờ nó chưa có nghe gì hết. Bây giờ con hàng Thiện. Nhiêu tuổi? 23 tuổi, Nguyễn Văn Thanh. Nguyễn Văn Thanh. 23 tuổi. Đây là nhà tuổi trong giấy. Trong giấy là Nguyễn Văn Thanh, ở ngoài là tên Thiện. Vậy đúng không? Vậy là tính chưa? Tao đứng đứng gì đâu rồi. Đàng hoàng có tứ đại đứng lên. Ra đây con cái kia. Ở đây đi. Không có, bây giờ con đứng đây nè. Con đi thử nha. Đi thử. Đi thử nha. Bình thường ha. Đá luôn ha. Quá xa. Vậy là trở lại bình thường chưa? Mượn này cái đây. Mượn gì? Cái này. Mượn cái sang để múa giỏ hay gì? Hay làm gì? Làm gì? Khởi nè. Làm gì? Nó. Đó. Mạnh dạn ha. Giờ vô đây ngồi đi.
à, chứ không còn quýu quýu chân lạnh như nãy nữa ha. Ừ. Rồi. Rồi rồi ngồi đó đi. Bây giờ nó lấy cho con nghe. Thấy không? Bây giờ ra tay là mới tính cơ dám thôi. Chưa có tánh vô, chưa tấn bùa tấn gái hay là những cái chuyện của mình làm, của thầy bà làm là chưa. Mình dùng cái lời nói mình khuyên người ta thôi. Nếu mà ta chịu ra thì nếu nó ra nó hết rung thì là nãy giờ lại đây nó rung là đây là tôi biết rồi, mà tôi có coi trên cái clip. Tức Dũng gửi cho tôi là tôi thấy là tôi đã biết rồi. Nhưng mà tôi chỉ chào những người thân vậy thôi. Nhưng mà cô trả lời cái câu nói trong đó là rước ông thầy nào vào lại mà sao sao đó là đúng như lời cô nói. Dạ. Tôi không có làm như thứ đó. Dạ. Hết nữa tới giờ đó trị được rồi. Mình sợ những cái người lợi người ta ra phan, người ta nói này nó nọ đó này. Cái bắt đầu cái dòng này người ta không chịu. Cho nên con có lên tiếng mà không biết coi gì có lỗi gì không thầy. Không có lỗi, cái đó dạ. Mình nói cái chuyện này thẳng mà. Dạ. Còn tôi làm cũng vậy, tôi làm là tôi làm ví dụ như dâm nó nhập, mình nói người ta, mình khuyên người ta, chứ không có gờ, mình chỉ gờ cái tay mình coi có bộ mạch âm không. Dạ. Có bộ mạch âm là mình giải mình cúng người ta, còn bệnh hoạn thì mình lên thuốc thang đó, chứ có cái đó thì có, chứ còn mà lợi mà quánh mà đập mà này kia nó không có. Nước nữa hả? Uống nước nữa hả? Nước nữa. Nè. Bây giờ về á. Ngồi đây ngồi chút. Con uống nước. Con kiếm chén nước cho bà thờ vậy. Cháu chủ lấy cái chút lại. Còn không là mua sữa cho uống, lấy cái chút lại. Con đi về chứ này là uống sữa nghe. Uống nước suốt này nè. Chỗ sữa vô thấy vô không ăn. Không ăn thì ấy. Còn ví dụ nó dùng nước không mà mình đưa chén mà không uống thì mình vô nước cháo á, mình vô trong chai. Nước cháo vô trong chai để cho nó uống. Dạ. Yeah. Vô chay. Mà anh nói có 3 4 con ma gì trong mình, ảnh mấy con ma thì mấy giờ mình trước mắt mình về mình nói ta nãy ta chịu rồi, ta ra ta nói ta ra rồi, vô đừng giờ ra đừng giờ ta vuốt cái giờ ra rồi, giờ nó hết lạnh hết luôn rồi. Thì bây giờ là ngày mai tôi vô ta mua đồ đạc giấy, đặt cái bàn mà giấy cúng người ta chứ thôi là giấy liền, không phải là cúng liền. Dạ. Yeah. Vậy là ngày mai là gia đình nhà chuẩn bị gì thầy nói kỹ là để gia đình giờ chuẩn bị thầy. Nước là mai là chuẩn bị một cái bàn. Dạ. Yeah. Một dĩa trái cây. 3 miếng trầu cao với muối gạo, hương đăng trầu quả trong gia giấy cúng ta đó. Yeah. Rồi cái thứ hai đó là trong gia đình giấy muốn cúng ta cái gì thì nói với tôi mà tôi giấy. Dạ. Yeah. Gia đình. Ừ. Như là mình mua cái những gì thầy đâu thầy nói thử thôi thầy. Thì giấy cúng xong rồi đó là giấy xong rồi đó là một hết rồi đó là cúng một cặp cá lóc. Dạ. Yeah. Với một mâm cơm canh. Dạ. Yeah. Ừ, cái đó cũng dễ mà, mình mua cá ta chết cho cô Tư. Cá lóc mà làm gì này, nấu cháo nướng. Là nướng. Nướng mà. Nướng. Ừ. Ừ. Mà sao mà hồi nãy ảnh nói là nó ra đường dò là sao này? Ta ra đường dò. Nó ra đường dò. Không phải, nó như cái người chánh người ta là đi đường khác, còn cái người ta đó, người ta đi đường dò, bởi gặp thầy người ta sợ đó. Ừ. Là nó ra đường ngón dò hả? Ừ. Ta đi xuống, ta đi đường dò, chứ ngón dò này. Thì đi. Ừ. Rồi bây giờ trong người con thấy dạ, sao rồi? Trong mình con hoàn thiện rồi. Bây giờ là hoàn thiện rồi phải không? Dạ. Bởi vì nó cũng mơ rồi. Ừ. Thôi chăm sự gì cũng nhờ thầy giúp đỡ giùm cho cháu. Nó nguyện chừng nào nó hết bệnh là nó đi tu đó thầy. Không, thầy nói cái tuổi này không có cho, mình không có cho nên cho nó như vậy. Cái đường công danh nó có. Thí dụ nó nói nó có là có cái tâm nó thôi. Bệnh hoạn quá rồi không biết làm sao mà nói, nó biết nói cái gì. Đó. Nhưng mà mình tỉnh táo rồi, mình mạnh giỏi rồi cho đi làm ăn chứ. Vô trong đó rồi ăn cơm trực hoài tới ngày sau rồi đó nó đau ốm ai lo. Yeah. Cho nên phải đường công danh nó có để cho nó làm. Sao? Con nói sao? Con đi một trái chuối rồi con cũng thành. Trái chuối hả? Nó nói như là một trái chuối nó cũng vẫn ăn được đó. Phải không? Dạ. Con quyết định rồi. Quyết định là đi tu hả? Ừ. Khỏe là đi tu hả? Ừ. Hứa rồi với Phật pháp mà phải anh hiển. Ừ. Nó dốc được. Vậy ha, hứa rồi ha. Dốc là tội chết. Không ai cúng mà được. Mà sao nó 23 tuổi nhớ. Ừ. Nó bị hồi 22 năm nay, nó bị hồi năm 21 tuổi tới giờ. Bị bệnh bao lâu rồi nhớ không? Có năm nay nó nhiều. Ừ, không nhớ hả? Nó nói mấy tháng nay nó nhiều à. Dạ, nói năm nay nó nhiều. Dạ. Ừ, nhưng mà bị là đã 2 năm hả thầy ha? Nó bị 2 năm rồi. Dạ, bị phần âm này theo 2 năm rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thầy. Ừ. Đúng rồi. Như là vô trong đó đó, vô trong đó nó ngủ chưa vậy đó. Vậy đó hả? Con cá không? Có ngủ trong đó không? Có ngủ rồi, cặp mé. Cặp rắn hả? Ngủ cặp mé. Cặp mé hả? Như cái miễu á. À, lên đó ngủ trưa hả? Có kêu bạn kêu vô đó chơi vậy thôi. À. Chơi.
cũng hồi đó không có vô, muốn vô cũng có người kêu vô mới vô á. Ai không tin tôi đi, ai không tin tôi thì cái người nào mà ngủ đó, đi dẫm đó, rồi lấy lọ hoặc lấy nước ống bơm, nhớ ống bơm đó, vẽ đi, vẽ mặt vẽ mày vẽ đi. Dạ. Vẽ cho cái người ngủ đó, cái người tỉnh mình á. Dạ. Vẽ đi, rồi chút xíu nữa cái thằng đó nó thích làm sao nó liền, không bao giờ nó nhập xác. Dạ. Mặt nó là phải mặt của nó. Gì hả? Vậy là ngủ mà vẽ mặt lạ là chở vô không được hả thầy? Ừ. Tôi chỉ cho muốn chơi nào muốn chơi, mà phải biết nha. Khi mà mình kêu nó đầm đầm nó chạy hoài đó, mình phải chạy theo. Một ca nước tiểu á, ở đằng xa mình chặn trước mặt đó, mình chặn mình tạt cái mặt nó lại. Là nó xỉu xuống đó, mình kêu tên vô tuổi nó, cửa mặt nó kêu tên vô tuổi nó tỉnh rồi. Dạ. Rồi tao hỏi đi, nó nói hỏi mặt của tôi, mặt của ai á. Tại vì á, có nhiều người chơi đào táo lắm, thành ra tôi biết cái đó tôi chữa. Dạ. Cho nên nó còn vô hết, cái lúc cái trong cái đám miếng đất của ông đó đó hết đâu mà là mặt mày còn sinh sống là của người ta mất có đi ta đến giữ của. Dạ. Nhưng mà bây giờ người ta làm ta không nghĩ hậu quả sau này cho con cháu người ta ở. Vậy là chiều nay con cơm nha. Không ai ở được hết. Không ai được, chứ đất đó giờ không ai dám mua, không ai dám vô đó. Dạ. Vô đó là ra là người nào bị vô một gà là ra ba heo vô rồi giờ mua vô một gà ra ba heo. Đi làm gì thấy. Dạ. Vì hôm gầy tụi con quay đi làm vòng vòng trong nhà đó có sao không thầy? Tụi con đi làm vòng theo đi vòng ngủ đi, ngủ cái hồn mà xuất ra nó. Chừng nào ngủ mới bị ha. Xuất cái hồn ra. Chừng nào mà mình có ngủ đó mình mới bị. Còn mà mình đi làm vòng thì không sao ha. Không sao. Cô Tư nghe nói con nổi giờ gà cô Tư. Nãy 12 giờ còn đời đi kêu đi. Dạ. Vậy ha. Như vậy là heo như vậy cũng chịu rồi phải không thầy? Ừ, nó chịu rồi đó. Dạ. Đi vô là giấy cúng là ta giấy cúng cái chưa có cúng liền giấy mời cặp đôi cho hết ba bữa mình mới cúng. Dạ chị mình chỉ nguyện giấy trước. Rồi ba ngày sau thầy mới tới hả thầy? Dạ ở tại Tân Lợi. Tân Lợi Chi Lăng mình à. Biết Tân Lợi Chi Lăng tôi biết. Dạ. Nó nằm ở dưới cái trường học không nó nằm dưới ngã tư dưới này. Dưới ngã tư nằm. Thì đi lại tới chỗ đó thì cũng như tới nhà. Tại vì là cách đó mấy trăm cây khách. Chị phụ. Sư phụ hả? Kêu sư phụ luôn rồi. Kêu ai sư phụ? Kêu ai? Kêu tôi hả? Rồi cô Tư nữa làm chi? Tôi là sư phụ. Rồi thầy là sao? Thầy nè, thầy Hải nè. Kêu tôi bây giờ sẵn rồi, quy y theo thầy Hải, thì thầy Hải chỉ cho tôi luôn. Hiểu không? Nha. Đến đây gặp thầy Hải rồi. Có duyên rồi đó. Nha, bây giờ kêu sư phụ đi. Không ai kêu nó đi chứ. Kêu sư phụ đó. Vậy là nó về bất công rồi phải không? Im ha. Mình khỏe là chiều nay ăn cơm nha con. Chiều nay về nhà ăn cơm cháo vậy nha. Ăn cơm cháo mình cho thấy nha con. Nha. Gì nữa hả? Nó có gì đâu. Mạnh giỏi đang đi làm từ thiện chứ gì chứ ngày qua cũng giáp gần cả trăm bao quần áo. Gì hả? Ngày qua nói dương lên giáp gần cả trăm bao quá. Vô đi kiếm mà cho mày mấy đậu thuốc nam luôn á. Gì hả? Cái con mắt của ảnh làm sao mà nó chậm chơ á thầy. Nó liếc 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 liên tục nó có mấy thằng nam nói. Nhìn nó đây, nhìn thẳng ra đây. Hả? Nhìn thẳng ra máy nha, nhìn thẳng ra. Nhìn lâu lâu chút xíu được không? Nhìn lâu lâu chút coi. Nhìn thẳng ra ha. Ok ha. Rồi. Nào điều đó không được nước nữa chưa? Không. Bây giờ chị ông nào? Vậy là đến gặp thầy Hải rồi và chịu thầy Hải. Không đi. Ai kêu không đi đâu á. Không đi đâu. Gì? Kêu lộn cháo nha. Cái gì? Cháo sữa gì? Con cháo gì? Cái gì cho nó ăn là cái gì cho nó ăn? Phải ép nó ăn mới được. Dạ. Yeah. Cái sức tại gì nó quá đủ. Ngắm qua hồi ngắm kia chứ. Hồi ngắm kia đó là kiếm cây cỏ xước đó là bó bự bự ngàn mấy bó. Rồi người ta thấy vậy, dạ, người ta thấy vậy người ta cho nó 20 kg gạo. Rồi ngày hôm qua nhà con đó là ở Long Xuyên với Châu Đốc thì chở vô 100 bao quần áo, đâu có ai đâu giáp, nhỏ đó với nó. Rồi nói thôi đi con không ấy thôi, con không ăn uống gì chân yếu lắm đừng giáp. Nó nói con bình thường lợi đưa cho nó hai chai trà xanh nó uống rồi nó đi giáp. Hai đứa giáp ngày hôm qua 100 bao quần áo. Hết sức không? Trên xe giáp vô nhà. Giáp như sức khỏe. Vậy cũng còn sức khỏe ha. Ru à. Nó giáp hồi lúc mà nó mặn đó thầy biết không, giờ thấy nó tỉnh bơ à. Nó sức ra rồi tỉnh bơ à, nó có gì? Cho nên nó làm mình nó mình thấy cái gì mình tội nghiệp như nó không có ăn gì trơn vậy sao được con mà cỡ nào nó cũng không ăn đem đồ đem đạp rồi nó cũng ăn lượn dâu thấy vậy đem ra hai chai trà xanh thì điên hơn một chai hơn một chai cũng như mình ăn rồi cũng bơ vậy đó không được phải ăn uống rồi nó có cái sức mà được
chứ để gì là không được, nó tiêu tiểu chết à. Nè, cái thứ nhất á là tôi nói cho con nghe, cỡ nào bây giờ con cũng phải giữ thân hình mình cho nó sạch sẽ nha, tắm rửa hàng ngày, sáng cho tắm, chiều tắm. Cái thứ nhì nữa, con phải hất tóc. Bây giờ nếu không thấy chiều nay về Tưng cho tiền đi lận Tưng hất tóc. Ừ, hất tóc lại cho sạch, cho gọn gàng lại. Sẽ tắm rửa xà bông, mình không có xà bông kia, mình tắm xà bông bột cũng vẫn được. Cho nó đừng có hâu, một ngày tắm hai lần nha con. Vì như vậy đó là ơn trên Phật ta mới là hộ độ cho mình. Chứ mình dơ giấy tóc, không có đứng gần đâu nha con đâu. Nhưng mà con phải ăn cơm nha. Tóc con chưa hết được. Chừng nào mới hết được, được. Giờ con để bùm xùm vậy dơ quá hả sao? Tháng này cũng hết được. Ừ. Hết tháng này mới nhưng hết được hả? Nhưng mà con phải gội nha. Dạ, con gội cho nó... tháng này con không biết được. Gội cho nó sạch sẽ nha con. Dạ con. Để đi cái người ta nói gì nè, đệ tử bà Tư, đệ tử Tuấn Dũng gì đâu mà dơ cái tấm cỡ với người ta nghe. Dạ. Không phải. Một cái hũ này là mình bắt mình bỏ vô là sao thầy? Bỏ vô rồi buộc lại quả lá bùa là dán lại chùm lên. Chùm lên sao biết? Nó bùa chùm lên chỗ này nè. Sợ không? Biết rồi ha. Sao con biết? Gặp cái hũ này sợ không? Chùm lên đây. Ừ. Chùm ngang đây nè, hết ra được. Ừ. Hết ra được luôn hả? Dạ. Chùm một lá bùa vàng. Ừ. Đi chữ lắm, đẹp lắm. Nè nhốt anh cho nó. Vậy hả? Dạ. Vậy là gặp sợ bị nhốt không? Dạ. Nè, thấy rồi. Nè, cái đây nè. Ừ. Chùm ngang đây đó. Ừ. Cái hũ đó ha. Dạ. Tấm giấy vàng, không phải tấm giấy đó. Vàng kè. Biết luôn ha, biết trước luôn ha. Sao mà biết tấm đó mà màu vàng khè thôi, sao mà không màu đỏ mà màu vàng. Ghi chữ luôn. Nhà cái đường ngang tấm chứ ngang này nè. Cái con ma mà mình đem cái hũ ra, nếu mà bị dông thiệt mà ma thiệt á, mình đem cái hũ ra mình hâm mình nói chuyện cho ta nghe, mình hâm người ta là ta đi rồi. Chứ có đâu tới bắt. Không tới bắt đâu. Mà tới bắt cái cứng đầu cứng cổ lắm mới bắt. Cho mình bắt người ta cũng như là bây giờ đó ở dương gian của mình đó, là bây giờ đó chính quyền cũng bắt người đó đưa đi cải tạo đó, không phải hợp dân trước là cảnh cáo thứ nhất, cảnh cáo thứ nhì, cảnh cáo thứ ba mới phạt, là cảnh tránh thứ tư là hợp dân, thứ năm mới đưa đi. Bữa đó có ông sư phụ, còn cái này nó cũng vậy. Yeah. Mình phải nói cho người ta nghe, mà phải chỉ đường dẫn ngõ cho người ta đi, mà phân ra hai cõi với âm có dương, còn có thương nhau hay là có đối khác, thương nhau thì không thương được, còn đối khác kiếm ăn thì mình cho ăn. Bữa nay thiện khỏe quá, khỏe mừng rồi. Thiếu mặt, thiếu tiền thì mình cho, rồi đi chứ không ở. Nói cho ta nghe, còn nếu không cãi lại thì bắt đầu mình mới dùng hành động. Nói. Sao dán dán cái giò nó vô nữa hả? Không có. Nó ra mồ hôi. Tưởng nó vô nữa chứ, dán dán cái giò lên. Nó rồi, nó vô dễ biết lắm, vô dễ biết lắm. À, bây giờ nó có cái màu hồng rồi nè, nãy là nó tái luôn á. Nó tái, nhanh nó tái, mà nó lạnh, không tái còn lạnh không? Bây giờ làm thiện rồi phải bây không? Bây giờ đổ mồ hôi là cái là ấm áp á. Ông gà mà nó coi không có lỏng lại chút nào. Bây giờ làm thiện rồi phải không? Thì làm gì vậy? Bây giờ đổ mồ hôi hả là ấy ha. Này nóng hổi nè thầy. Dưới này tay hai tay trắng hết à. Đúng rồi, sư phụ nó đúng rồi. Đúng không? Đúng, phụ nó đúng. Sư phụ đúng ha. Vô gặp thầy hiểu vô gặp thầy mà. Hồi nãy mới vừa vô là quýu rung cái chân à. Vậy là chuyện này về là ăn uống được ha, thiện ha, ăn cháo ăn cơm được. Đừng có cho nó ăn chay, cái này lấy sức của nó lại. Dạ. Về đó mua con cá lóc đó, nướng cho nó ăn. Dạ. Đúng không, đúng không? Ăn cá lóc nướng ha. Thầy có chuỗi không thầy, cho con thỉnh cộng cho nó thầy. Không có. Chuỗi hả? Đây là có nè. Cũng có mà tại con muốn cho. Vậy ha, đây là cầm đi để cho đưa cho thầy. Đâu ngồi đó đi. Nước nè, con nước uống. Dẫn cái tâm mình niệm Phật thôi. Nước chưa có con nước chưa. Theo vô trong tay để mình nhớ câu niệm Phật thôi. Chứ không có tác động gì hết, không có cái tác dụng gì hết. Không phải mà đeo chuỗi đó mà nói đâu. Sẵn đây con lấy cái chuỗi con thầy tặng dòng. Dán gì? Dán à. Dạ. Lấy nước cho nó cái Liên. Để chị, để cô Liên lấy. Rồi giờ đây Tiến Dũng lấy sâu chuỗi của mình để nhờ thầy để mà tặng cho anh Thiện một sâu chuỗi luôn. Hết đau hết đớn hết bệnh hết hoàn thật bệnh từ từ qua năng khởi như thiền tâm vị thánh tổ điện tổ hậu tổ thiên sư tổ sư tôn giáo đạo sư 12 vị tổ gì chứng chiếu thiết độ cho nhà Nguyễn Văn Thiện cho huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ thông minh trí huệ các cái đào cái đến cái nấm cái nảy cái ma của trên từ phạt của dưới nhà trung tâm vị thánh tổ tiền tổ hậu tổ thiên sư tổ sư thần giáo đầu sư cảm ứng chứng minh nam mô a di đà phật.
Giờ thầy ơi. Nè vô đây nè, vô đây, sư phụ tặng cho sâu chuỗi kìa. Cho chuỗi nè. Tặng cho chuỗi đeo về niệm Phật thường xuyên mới được. Ở đây con. Cái chuỗi kìa. Ở đây nè. Quỳ đi con, quỳ xuống đây. Qua đây, qua đây. Quỳ. Qua đây. Khỏi ngồi đi. Vô đây ngồi, vô đây ngồi. Giờ con ở đây con quỳ kì. Con quỳ xuống đây sư phụ. Ngồi đi, qua đây ngồi bình thường đi, ngồi đi. Nè đây chỗ này vô nè, không có đi ra ngoài đường 16, không có ra ngoài đường 17 nữa nha. Trở tay vô. Đi đạp Phật. Về ăn cháo cơm vô nha. Cô nó kẹt quậy à. Thơm không? Thơm không? Thích không? Thích không? Khoái ha, khoái ha, hít kỹ ha. Ừ, hít vô. Quá khoái à. Im không? Im không? Thích cho chủ này không Thiện? Nhìn lâu dữ ha. Chủ này chủ đặc biệt đó nha. Sông chủ này là của chú Bảy núi Cấm tặng cho tôi đó. Bữa nay tôi là tôi lấy bí kíp tôi tặng cho ông đó. Sông chủ này là chú Bảy niệm Phật dữ lắm đó nha. Chú Bảy núi Cấm à, chú Bảy núi Cấm tặng tôi đó. À, bữa nay được là có nhân viên. Ừ. Có nhân viên ha. Đó là cũng như là thích không? Thích không con? Ừ. Mừng không? Nhớ niệm Phật thường xuyên nha. Ở đâu niệm rồi, niệm thân tiếng rồi, nam mô Đà Phật. Niệm mà ngủ cũng tách tay, nằm xuống, nằm thẳng. Ngồi ngay thẳng rồi, nằm hoàng tử không có ý, con nằm như đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con giỏi. Rồi cảm ơn thầy, đi cảm ơn thầy Hải kìa. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn anh Dũng. Giờ nó phải ăn cơm ăn cháo nha. Nghe lời thầy kìa. Dạ. Vậy là phải ăn cơm ăn cháo nha, không ăn là không được nha. Mấy ngày không ăn luôn. 11 ngày rồi đó thầy. Mà đêm hôm này nó quậy mẹ nó dữ lắm. Đêm hôm này là bấm ngõ ác bả luôn á. Bả mới la làng lên là nó mới buông ra. Đêm hôm này nó lại dữ, chắc có lẽ là nó biết bữa nay mình đi đây vậy. Để cúng xong rồi, mới tống mới đưa người ta đi luôn. Bây giờ chưa mình mới nói để mình giái thôi, chứ không phải nó giái mà nó ấy rồi á, thì đầu mình làm luôn. Hôm nay nó chịu rồi. Dạ. Mình vô mình cúng kiến, mình giái gian đâu đó đàng hoàng rồi cúng kiến rồi là nó được. Vậy là khoảng mấy ngày nữa thầy đến đó để giúp được thầy. Ngày mai luôn ha. Mai vô đó đặng giái thì ta. Giái. Dạ. Chứ chỉ giờ các bạn không có biết đâu. Dạ dạ. Ngày mai là mới có giái thôi. Dạ. Rồi cúng là do nơi thầy quyết định cái này. Ngày mai vô là ngày mai mùng 4. Mình cũng đặt cái bàn với 300 nước, 300 bông. Một cái gì, cái đó là cái lễ thôi. Dạ. Là một bình bông, một dĩa trái cây, 3 ly trà, 3 ly nước, 3 ly rượu, dĩa đậu cao, dĩa muối gạo. Là ngày mai đó. Là mình đặt tại trong căn nhà luôn hả thầy hay là? Tại chỗ đó. Dạ. Giấy chúng người ta. Tại chỗ miếng đất của căn nhà đó ha. Đặt đó là chờ thầy đó nha. Vô tôi vô tôi chỉ cho tôi vô tôi giá tôi làm dừng cho chứ còn mà chỉ không biết đường làm đâu. Dạ, con dạ. Không biết mình đó đâu, tại vì đó giờ con cũng ít có cúng. Vậy là mình cúng khoảng cái giờ nào là được thầy? Sáng hay chiều hay là trưa thầy? Soạn rồi thầy qua. À xong rồi đi. À. Thầy qua ha. Dạ. Con làm sẵn đó thầy qua. Rồi vậy là ngày mai. Sao anh Thiện rồi, ok rồi phải không? Bí ha. Thấy mặt mày thấy hồng hào lại đó ha. Thấy có hồi nãy đi vô giống như là nó gung vậy đó. Nó còn yếu. Rồi bây giờ thấy đỡ yếu rồi. Bởi vì tôi nói về gắn ép cho ăn để là nằm. Kỳ thức là nằm luôn. Thôi bây giờ chút xíu nữa trên đường đi về nè, anh em mình ghé quán cơm mình ăn cơm cái đi ha. Được không? Ha Thiện ha. Ăn nửa chén cũng được. Ăn một ít cũng được để cho nó có sức ha. Chút nữa ghé quán. Dạ dạ. Chút nữa ghé ăn cơm với anh em ha. Ăn cho lợi sức xong rồi cũng ăn gì đó. Cha mạnh giỏi rồi đó, làm gì đó. Giờ có những đồ này kia thì mặt mai là nó ăn, chứ còn nếu mà không có tụi con là chắc nó cũng không ăn. Giờ nhà Tuấn Dũng cái gì? Không có đâu, Tuấn Dũng cũng làm phước thấy hoàn cảnh vậy đó rồi đi ra tay la làng lên đó chứ cũng xa. Ở gần nhà cô Tư. Ở gần nhà con. Nhưng mà sự thật ra là con cũng đi công chuyện suốt, cũng đâu có ở không quan tâm tới nó. Biết nó bệnh thì biết bệnh vậy thôi chứ cũng không quan tâm. Nhưng mà cái nhân viên của nó chắc tới ngày nay là mới tới. Cho nên tấn công Tuấn Dũng là đeo theo, thành ra mới là quan tâm tới nó. Chứ còn con thì con luôn vô công chuyện nhiều. Sư phụ ơi. Sư phụ ơi, sư phụ là ai? Sư phụ nào? Hả? Tôi hả? Rồi sao kêu tôi bằng sư phụ với tôi
kia sư huynh rồi, tôi sư huynh rồi hả? Tôi sư huynh anh em rồi, sư phụ là cái như cô Tư nè, lớn tuổi với thầy Hải nè, với sư phụ nè ha. Gì hả? Nói chung là nói như là không có này đâu ai biết vậy đó. Vậy là ngày mai là cúng cái là cho nó ra đi mai luôn đó, mai mới giá giá người ta đâu đó đàng hoàng. Bây giờ đó nó cũng còn cái thằng phi dáng nha, tại vì mình chưa mình nói chuyện thôi chứ mình chưa có ra tay. Bữa nay lấy đây rất rồi. Ở đây luôn hả? Ở đây à. Cho ở đây luôn đi. Cho ở đây rồi, cho rồi. Cho cái dòng nào ở đây, dòng nào? Cho con quỷ ở đây. Quỷ gì? Quỷ đen. Quỷ đen hả? Dạ. Ừ, quỷ mặt đen hay sao gọi là quỷ đen? Hay là da đen? Người ta muốn tu rồi. Ừ. Nó quay đầu. Ông chủ đất đó đó, đi làm cái bằng phù hộ trời nghiệp này kia nào đủ hết cho em, với thầy chấn ếm từ lưng hết cho em. Không biết cái lợi cho ông một cái ngày đó thôi. Chứ còn cái ngày dĩ vãng của ông rồi con cháu ông ở, còn không ai ở được trong đất đó luôn. Bây giờ là coi như cái từ hồn mà.